Vâng, qua những con số vừa rồi có thể thấy chiến tranh đã qua đi, nhưng hậu quả mà nó để lại vẫn còn và đang hàng ngày, hàng giờ ảnh hưởng trực tiếp tới hàng triệu người dân Việt Nam. Họ là những nạn nhân mang trong mình chất độc màu da cam dioxin. Nhiều năm qua thì để góp phần xoa dịu nỗi đau, chung tay giúp đỡ, đã có rất nhiều chính sách ưu đãi dành cho nạn nhân da cam dioxin. Tuy nhiên, không phải ai cũng có được may mắn trên bởi những bất cập trong thủ tục hành chính. Ghi nhận của nhà phóng viên VTC14 tại Thanh Hóa, một trong những tỉnh thành có số nạn nhân da cam dioxin thuộc loại cao trên toàn quốc. Gần 80, đáng lẽ ở tuổi này, ông Bàng, một cựu chiến binh ở chiến trường Quảng Trị, phải được con cái phụng dưỡng. Thế nhưng 42 năm qua, ông vẫn phải chăm sóc từng ly từng tí cho đứa con trai đầu lòng bị liệt toàn thân. Cháu thì không có ý thức gì cả, cháu gần như là bại não luôn. Đi khám bệnh viện thì bố anh hỏng rồi, cái não anh bại mất rồi. Thì bây giờ vẫn có giấy tờ của bệnh viện khám, là có cái hồ sơ đó vẫn còn, là cháu bị bại não, cho nên ý thức của cháu không có cái gì cả. Bao lần làm hồ sơ đòi quyền lợi cho con, thế nhưng gần 30 năm nay, người đàn ông này vẫn chưa được công nhận là nạn nhân da cam dioxin. Chưa được là vì tôi thiếu quyết định xuất ngũ, quyết định mà phục viên về, cho nên là tôi không có đủ thủ tục để làm cái chất độc màu da cam cho cháu. Trường hợp của cha con ông Bàng cũng đang là câu chuyện chung của hơn 7.000 nạn nhân da cam khác tại Thanh Hóa. 7.000 người thì trong đó thì nó có mấy cái trường hợp như thế này. Cái đầu tiên là không có đủ giấy tờ đảm bảo cho đồng chí đó là đã tham gia ở chiến trường, đã đi bộ đội, đã tham gia ở chiến trường và ở cái vùng bị nhiễm chất độc, bị chất độc da cam. Thì đấy là cái số 1 đối với anh em. Trong thông tư 41 được ban hành từ năm 2013 của Bộ Y tế, có 17 loại bệnh nằm trong danh mục bệnh tật, dị dạng, dị tật có liên quan tới phơi nhiễm với chất độc hóa học. Thế nhưng lại có một thực tế là những người trực tiếp chịu ảnh hưởng từ hóa chất độc hại này có thể bị mắc nhiều loại bệnh hơn thế. Nhưng thực tế cái người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ ở vùng Mỹ rải chất độc hóa học thì nó lớn hơn rất nhiều những cái dị dạng tật và những bệnh tật như vậy. Thì như vậy là nếu quy định tại thông tư 41 như vậy thì để cái người mà tham gia kháng chiến vùng Mỹ rải chất độc hóa học thì rất khó tiếp cận với cái chính sách của Đảng nhà nước. Theo thống kê của Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam, hiện nay cả nước vẫn còn tồn đọng trên 100.000 hồ sơ chưa được giải quyết để hưởng chính sách. Hầu hết đều là những vướng mắc về thủ tục hành chính. Bất cập đã nhìn thấy, nhưng nếu không được sửa đổi thì ông Bàng và nhiều nạn nhân da cam dioxin khác sẽ chẳng biết đến bao giờ mới được hưởng những ưu đãi của nhà nước.